Chào cả nhà ơi, ngày hôm qua gia đình mình đi câu cua, quá trời được cả mắm cua luôn cả nhà. Cua đá là nhiều, được 4 con cua nâu thôi. Nhưng mà dở hả? Mình nấu lên cái là nó một màu một cả nhà. Nguyên cả mắm đá gì đâu luôn cả nhà ơi. Nhưng Hà đại chiến một mâm cua siêu to khổng lồ cả nhà ơi. Thì Nhung Hà mới làm về luôn, ngày hôm qua đi làm đi bắt cua xong rồi cái về nhà tối thui luôn, nấu cua xong cái tối luôn, cái không có ăn được cả nhà. Về vừa mới làm về trưa đói bụng quá thôi làm chén cơm mắm nêm chan chan mắm nêm vô cơm nóng ăn cả nhà. Trời ơi, nước mắm này nó họ pha sẵn này, ngon. Nhiều lúc thèm á, về cứ bỏ cơm nóng vô ăn thôi nhà ơi, dễ lắm, thơm quá. Rồi chấm cùng với lại muối tiêu chanh rồi tương ớt đây nè, đây nè đó. Thì hấp cái con này nó nóng lên này, rồi mấy cái con kia thì nó đang lạnh, con này thì nóng mình hấp lại nè. Nó hấp lại quá chừng thì nhiễu. Wow, cái này là gạch gạch của con cô đực. Nhầm nhầm trong miệng, phải hút cái gạch của nó mới được. Chị chích gà chị xinh rồi nhà ơi. Nhưng mà mình nói thì có cái con này không có gạch nhiều giống như cái con lần trước mình ăn. Cái con lần trước mình ăn là gạch nó ngon, gạch con này ít quá, gạch này nhão. Căng lên nó sao mà cua bị ốp cả nhà ơi. Con này không ngon mà con trước, con trước ngon không, con là bị ốp. Mượn cua đá ăn thử, cua đá con cua đá gạch, gạch ngon, cua đá gạch lên gạch luôn. Wow, chấm chấm cua đá. Cua đá gạch ngon lắm. Gạch vàng ngon. Béo quá. Hôm nay là cua đá lại ngon hơn cua kia không? Mình cũng không biết là cua đá được bắt con cái hay không, không biết nữa. Mà nó cũng có limit luôn đó cả nhà ơi. Hồi trước nào giờ mình chỉ bắt được vài con cua đá thôi. Có chuyến này là Nhung Hà bắt được nhiều á. Khi ông xã ảnh lên, ảnh coi thử có limit không, có giới hạn không. Có giới hạn á, mọi người bắt được 6 con. Mà 5 inch trịch trở lên, con này là quá trời, quá quá 5 inch trịch rồi, bự bự bằng con này luôn. Cái bắt được 12 con này á, trời ơi thịt nó ngon ơi ngon. Trời, không nhận chỗ đá, cô đá chỗ này thịt quá chừng chắc ngon ghê luôn á. Hôm nay là nó ngon hơn cua này rồi, nó ngon hơn cua nâu luôn rồi. Cua nâu trăng lên nó ngon, nó không ngon bằng. Bởi vậy á, ông xã mình mà ảnh nào sơ sơ mà mình thấy thấy cái con cua đó nó mà bìa mềm mềm là anh không không bắt. Anh nói về đâu có thịt gì đâu ăn, thả nó cho nó chín xong mình bắt nữa. Thiệt quá ha.
Con này là nó không có bị ốc đó, vậy mà nó cũng bệnh, nó không có thịt bằng. Không có đá, hôm nay không có đá ngon. Nó tương, trời ơi, cái tương ớt sriracha nãy nha, giờ mọi người đi vô trống kiếm có vẻ khó ha, tưởng Nhung Hà được 3 chai luôn. Bữa hôm đi mua sao, mua làm sao mà để dành được 3 chai. Ông xã anh đi vô chỗ chợ Châu Á, anh mua giùm mình bịch mấy bịch phở về cho mình nấu phở chay mình nó ăn á. Cái cô đó của vô vô trong chợ cô tìm cái chai mà sriracha đi, tương ớt á, sriracha bên Mỹ á, mà không à, không không nó bị giới hạn nhập rồi. Ông chỗ ông kêu nhập không ra, là tương ớt nó bị làm sao đó, xong rồi cái nhà máy họ không nhập được, họ không làm được, năm nay bị giới hạn, chắc sang năm mới có lại. Không có ớt để làm nước tương hay sao đó mình không biết. Trời ơi, cái con cua đá hôm nay nó ngon ơi ngon trời, thịt chắc ơi chắc luôn, nó chắc hơn cả đợt trước nữa. Wow, thịt ngọt lắm, thơm lắm. Mai mốt mà gặp cua đá bự bự là mình cứ lụm thôi cả nhà ơi, ngon rồi, thịt nhiều ghê luôn đó. Ai nói cua đá không có thịt nhiều đâu, mình thấy thịt quá chừng thịt, thịt của nó ngon thơm. Trời, ăn nguyên mâm vậy cái mình nghĩ mẹ mình đó, ở bên Việt Nam mẹ mình làm thèm ăn cua lắm, mà ba mình này đâu có đi biển nữa đâu, giờ có gì mẹ ở đây ăn cua cùng với mình nè, em gái mình đó, rồi nói chung là đại gia đình mình. Mình ăn mình nhớ mọi người, giờ muốn xa đâu xa được, nửa vòng trái đất sao xa. Mà sang năm mẹ mình qua, mình sẽ ngồi nguyên một mâm này ăn cua cùng với mình sang năm ha. Mẹ nói rồi, sang năm mẹ sẽ qua. Năm nay mẹ nói mẹ sợ 5 tuổi mẹ không qua, tính làm giấy cho mẹ qua. Mẹ nói thôi, năm nay 5 tuổi của mẹ không muốn qua, đợi sang năm mà mới qua. Mẹ không chịu qua năm nay, đành chịu. Trời ơi, cái gạch cua của con cua này ngon. Wow, sao chị thích cả, ăn đi, cho chị thích cả miếng mận, cho chị miếng cua nãy. Nó không thể cua, nó đâu thích cua đâu, cua với tôm nó đâu thích, cái cà này ngộ, đồ hải sản mà lại không ưng. Cô nãy giờ mê cua ba, ba quên ăn cơm á. Trời ơi, cơm cơm với lại cái này ngon ơi ngon. Không nhận cái nước tương mắm nêm bạc cẩm ngon á, phải bạc cẩm không à, gì cẩm nó họ pha làm sao mà nó vừa ăn. Mình có thêm gì không, cũng có đồ cay mặn ngọt đầy đủ, ăn thẳng vô cơm ăn. Nhưng mà đừng có ăn nhiều lên tẩy mặn á nha, nó sẽ tăng huyết, nó tăng huyết áp. Mà Nhung hả, thường là tụt huyết áp chứ ít khi tăng lắm. Mình chắc bị gen của ba mình đó, ba mình đi vô bệnh viện là toàn thấy tụt không chứ không thấy tăng huyết áp, ngộ không. Cái bác chị nói ủa ba mình tên gì ông gì này, tôi thấy ông thấy bao giờ thấy ông tăng huyết áp, tôi thấy ông tụt huyết áp không giống gì. Ông ba mình hay cười lắm, hình như mình cũng bị gen của ba mình đó, nên mình hay cũng hay cười tưng tưng, cười khùng khùng.
mà ba mình vui tính lắm, mình gian mẹ mình cũng vui tính mà ba mình á thì hay cười nhất, ai nói gì cũng cười á, vui vẻ. Ôi trời, quá trời. Ba mình mất cũng 8 năm lắm, gần tới đám giỗ của ba rồi. Mình cũng gửi tiền về để em mình mua hoa quả cúng á. Mỗi lần năm nào đám giỗ ai em mình cũng gửi tiền về, phụ gì á, làm đám giỗ cho ba. Công nhận cả cái thịt nó ngon. Nó thơm. Mà không những thơm mà nó là cái thịt nó chắc mà ngọt. Công nhận cô đá cái chỗ này ngon. Còn cái con cua nâu lần trước trong hạng là ngon hơn. Cái càng của đá nó to mà cái càng nó cứng quá cả nhà ơi, bữa hôm nhưng mà mình cũng gồng thấy chưa. Ôi trời ơi, sao rớt vậy trời, ăn gì đâu mà trời, cả nhà xem miếng thịt này, thịt không là thịt chúng, công nhận cua đá chỗ này sao chắc dữ. Mời cả nhà nha. Trái cây ngon hả? Nhưng mình vẫn thích muối tiêu chắc hơn. Vậy mà đúng vị cua. Công nhận, ôi ôi, con cua đá ngon quá là ngon. Chắc mình để trong tủ đá nguyên con luôn á. Cái tới lúc mình ăn á, lấy ra mình ăn luôn. Ngon quá. Trong cái vụ ví dụ mà bạn bè mình có lên chơi cái gì đó thì mình tặng nguyên cái con luôn cho nó đẹp mắt, chứ ngồi cửa không lâu. Ví dụ mà nó bất canh thì ngồi cửa một con nó nhanh hơn, bây giờ ngồi cửa nguyên một đống vậy nó lần một cái nó ngán đau cái luôn, chắc bỏ trong tủ lạnh hết, không phải bỏ trong tủ đá hết. Chưa mấy con này lại đông sản ăn. Còn cua đá mình bỏ trong ngăn đá hết. Công nhận nhá, nhà có cái thuyền nó đi câu cua, câu cá, câu tôm rồi vui á nhà ha. Nhờ ông xã lái đi chứ mình chịu. Giờ mình có thuyền nó thì mình cũng không biết đường lái. Rồi cũng không biết cái chỗ nào để lái. Ảnh biết cái chỗ anh đi không, đưa nhóm hạ biết đường đâu, nên là ví dụ mà có thuyền là mình cũng chịu á. Nay tại là nhờ công ông xã nhóm hạ mới được ăn cua nhiều. Năm nào không ăn cua ngán luôn, mà năm nay công nhận là mình ăn được cái con cua đá này ngon, ngon hơn năm ngoái nhiều. Quá trời quá đất. Ngon quá. Rồi, đã thì cả nhà ơi. Ủa nãy giờ mình ăn hết con cua đá rồi hả? Con còn hai cha con đi khám mắt rồi, con trai mình với ông xã mình á, ông xã mình á bây giờ lớn tuổi á, tự nhiên cái anh nói tự nhiên cái thỉnh thoảng á, nhìn ra là thấy ba bốn đốm đen 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 vậy á nhà, cái
anh mới đi khám bác sĩ về. Cái bác sĩ nói à, cái đó là bình thường, hiện tượng bình thường của người già. Khi bắt đầu lớn tuổi là nó sẽ có, thỉnh thoảng là sẽ có những cái đốm, nhìn nhìn là coi, thỉnh thoảng là có cái đốm đốm chỗ này đen, chỗ này kia đen vậy, chứ không không rõ. Thế mình nghĩ, ui cha, vậy là mai mốt mình lớn tuổi cũng vậy hết rồi. Cái mình hỏi chị Janet quản lý, chị cũng nói vậy. Chị cũng nói thỉnh thoảng chị cũng bị hiện tượng giống vậy đó, nhìn thấy những đốm đốm hơi đen 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 không hồi hết. Mà ông xã mình bữa giờ vẫn chưa hết, từ hồi đi Vegas tới giờ vẫn chưa hết luôn. Cái bữa là đi khám lại, biết bị gì đó là bị gì nha. Mình nghe bác sĩ bảo là cái gì gân máu hả, cái gì gân máu làm sao đó mình không, anh giải thích mà mình không hiểu lắm, mà nhà anh giải thích bằng tiếng Anh nên mình không hiểu lắm. Mà cả nhà có cô chú bác lớn tuổi á, có ai thỉnh thoảng mà nhìn đốm đốm đen đen vậy không, mà không biết bên mình họ gọi là như thế nào. Rồi ăn chữa làm sao, có ai biết hay chỉ cho mình chứ. Rồi cái bác sĩ bảo nếu mà bị hiện tượng giống vậy thì cũng đành chịu thôi, chứ người già mà lớn tuổi mà đều phát sinh ra những cái giống vậy á, nên giờ mình cũng không đựng, chắc là không biết cần những thức ăn gì mà tốt cho mắt đó. Ừ, cà rốt ha, chắc để mình hầm cà rốt cho nó. Mình nhớ là cà rốt là tốt cho mắt. Mà anh nhìn xa thì anh thấy rõ lắm, anh đọc chữ mồn một mà cái chữ xa lắm, nhưng mà đâu thấy đâu, đọc ra. Mình nhìn xa lại không có rõ, mà nhìn gần nó thì mới rõ. Mình chắc là bị cận thị à nhà. Ông xã mình chắc là bị viễn thị á, phải không ta? Mình nói đúng nữa. Mà hồi đó giữa là mắt có nhung hả, là buổi tối là sợ nhất. Buổi tối không dám đi đâu. Buổi tối là bị quấn gà, không thấy đường. Bây giờ đỡ nhưng mà vẫn sợ. Tự nhiên á, mình Nhung Hà đang đi ngoài nắng nè, vô cái phòng tới thui không thấy gì đâu. Một hồi sau Nhung Hà mới thấy, cái đi lò mò đụng chi chê. Thì nó quá, mày không thấy hả? Nó dạ không, tự nhiên em đi ngoài nắng em đi vô xong không thấy gì hết. Để phòng không có bật đèn, không chỉ bật đèn thì mình đụng chị. Chị đi ra chị cũng lò mò. Mà chị còn thấy mình, còn mình là không thấy chị luôn. Mừng cười, hai chị em đụng nhau. Tội nghiệp gì à, quản lý quá. Nhà biết sao không? Chị quản lý mình tin dên đó. Chị đang ở bệnh viện này nha. Mình sẽ chia sẻ này là để cả nhà cẩn thận, là đừng có làm vối gì mà nặng mà quá sức khi mình lớn tuổi rồi nha. Tại vì chồng chị quản lý là cũng sáu mấy tuổi rồi, mà anh cũng khỏe nha, chứ không phải là yếu gì đâu, mà anh cũng khỏe đó. Mà anh bị là cả nhà rút kinh nghiệm là vậy, anh đi chất những cái bó hay là bó gì đó, bó cỏ cho bò ăn mà nó bự vậy nè, mà nó dày cỡ này mà nó nặng lắm, mà mình ảnh khiêng xong rồi anh vói anh gắn xong chất lên chất để mà trời mưa trời đông cho bò cho đồ ăn á, anh chất ở bên đó đó. Mà thường ngày là có cái em kia là em Gavin á, là em mới 18-19 tuổi thôi, em còn nói 17 bẻ gãy xương trâu mà cả nhà. Thì em đó thì em khỏe lắm, mà em cao to nữa, nên là mỗi lần mà chất kiểu vậy á, là em sẽ phụ anh quản lý của mình. Mà vừa rồi em đi cắm trại á, cái em không có giúp được, cái mình anh quản lý anh làm á, xong bị xoắn ruột luôn cả nhà.
mà cả nhà biết sao không? Xoắn ruột mà người ta lấy cái ống người ta thông á, mình nghe chị quản lý kể là vậy đó, mình theo mình hiểu là như vậy. Chị nói là người ta lấy cái ống gì 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 đó, mình nghe là mình hiểu vậy, xong để nó thông coi là nó có thông cái ruột ra khỏi khỏi phải phẫu thuật đó. Xong cái đợi một ngày, cái chị về nhà, chị nói chung là dàn xếp dặn mình này dặn thì em kia làm gì cần làm gì gì, rồi chị mới vô trong lúc cấp cứu thì chị đi cùng. Xong rồi cái cấp cứu họ gắn này gắn xong để đó để theo dõi là chị đi về. Chị đi về mà mình không biết là chồng chị bị giống vậy. Cái anh chị về cái sáng đó mình đi vô, chị mới kể là chồng chị bị làm giống vậy, xong rồi bị đó. Xong rồi anh nó nói là em ở nhà thu xếp là cần làm này kia, nói chung là chị chỉ mình cần việc gì làm đó. Xong rồi cái vừa chị mới nói để chị cho mấy con dê ăn á, cái chị khóc lù la, chị dây vô ơi nhung ơi thôi sao chị, mình cũng hoảng luôn, mình cũng khóc theo chị luôn, nói sao chị. Cái để nói anh quản lý mình là tên Jeff và ảnh vô phòng cấp cứu mổ liền rồi. Nói trời ơi, mình cũng tá hỏa tâm tinh, mình tưởng là chị thông cái ống gì đó là nó sẽ thông được, ảnh tối nay được về nhà, mình nghĩ chắc cũng nhẹ lắm, mà không có nhà nặng, phải phẫu thuật. Mà phẫu thuật xong ngày hôm nay rồi đó, cũng 3 ngày rồi, phẫu thuật tới 3-4 tiếng luôn. Trời ơi, không biết ảnh xoắn kiểu gì mà họ phẫu thuật 3-4 tiếng. Xong rồi cái phẫu thuật xong rồi 3 ngày rồi đó. Xong rồi cái ngày hôm nay mới sáng sớm mình đi vô cái là chị lại lật đật đật khỏi, sao vậy nữa, chị thấy anh khỏe rồi mà sao chị cũng lật đật chạy. Chị nói trời ơi, chị thay đồ liền để đi vô, phải sao vậy? Họ lại tìm ra một khúc nào đó lại còn xoắn, vẫn chưa có thông hết mà vẫn còn một cái khúc nào đó bị xoắn, nên là phải mổ ra và thông lại. Cả nhà, trời ơi, cả nhà thấy gì? một cái đơn giản mà mình vói lên để làm đồ đó, mình gồng đó, khi mình lớn tuổi là nhà nhớ cẩn thận nha cả nhà. Tự vì á, anh quản lý mình cũng vậy, nên mình muốn chia sẻ cái câu chuyện này á để cho cả nhà cẩn thận, đừng có làm quá sức giống vậy á mà nguy hiểm tới sức khỏe của mình đó cả nhà. Rồi anh quản lý của mình là anh cao to khỏe lắm mà anh còn bị vậy á, mình cũng hoảng, nên là giờ mình thấy ông xã mình mà làm gì vối vối với nặng á là mình chạy tới mình phụ liền, nói anh đừng có cố quá nha, mình cũng sợ bị giống vậy cả nhà. Trời ơi, hoảng cả nhà ơi, hoảng luôn á. Ông xã mình giờ anh cũng hoảng luôn, anh cũng không dám làm gì quá sức giống vậy nữa, thì anh cũng lớn tuổi, anh lớn tuổi hơn cả anh quản lý mình luôn mà. Ông xã mình năm nay là 65 tuổi rồi, anh quản lý là như ta mới 63 hay 64 thôi, nhỏ hơn ông xã mình tới mấy tuổi lận. Bởi vậy khi lớn tuổi là nhờ làm gì nhớ cẩn thận. Còn chị chờ chị dâu mình á, chị dâu là vợ của anh chồng mình á, trời tuyết tuyết rồi nè, lớn tuổi ở nhà đi tuyết cẩn thận nữa. Chị ra đi á, làm cái bục một phát như trơn đó cả nhà, nó làm cái nó như là trên cái chữ đó, nó dập cái mông xuống cả cái tuyết đó cả nhà, mà nó gãy cái xương chậu á. Chị phải thay á cái xương chậu mà giả, cái xương chậu kia là nát luôn, nên là năm đó chị bị trượt một phát, chị gãy cái bên xương chậu này, xong cái năm sau chị cũng trượt ngay cái chỗ đó nữa, cũng không cẩn thận, nó đi ra ngay chỗ trên đó, nó nhẹ vải muối hay gì để đi ha, chị vẫn không cẩn thận, chỉ làm bụp thêm một phát nữa, ngay lời tự nhiên cái thành hai cái xương hông của chị giờ là kiểu như bị thay thế luôn á, bị thay thế bằng cái giả nha. Nên là nhà đi được tí ta cũng cẩn thận nha. Ui nhỏ nhỏ. Khi mình còn trẻ, cái ví dụ gãy xương nó còn liền nhanh lắm. Khi lớn tuổi rồi á, trời ơi nó lão hóa là nhà, nó khó lắm. Nhung Hà giờ đi cũng cẩn thận, cũng sợ.
và cua ông xã ảnh bắp bắp trước khi mà lấy rồi á, mà nó vẫn ít thịt này, nó không có thịt, dễ mấy cái con trắng trắng là không có thịt gì luôn á, bị ốm rồi. Vì con cua đá nãy ngon. Thế nó phải mạnh à. Ăn con cua no, ăn cơm với cơm. Cái mặn. Mấy cái mặn của chị Phim Nguyễn Thị cuộc sống Mỹ tặng như này. Tới giờ vẫn còn rất là ngon. Ngọt á. Cái vỏ thì hơi chua chua nhưng mà trong ngọt á. Ăn cái mẹ là đi làm vườn, đi ra ngoài xem coi có gì mình thu đó. Mặn nó ngon gì đâu. Mà nhà chị Vinh có cái mảnh xuất sắc, quá đã luôn. Nhà Nhung Hà cũng có một cái cây mận kiểu này, trái nó không bự giống vậy, trái nó nhỏ nhỏ giống như mận Hà Nội thôi. Dữ lắm mọi nhà ơi, chắc là Nhung Hà xin tạm ngưng tới đây thôi. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Nhà ơi tặng cho Nhung Hà một like, một đăng ký, một chia sẻ ủng hộ Nhung Hà cho nhé cả nhà. Bye bye cả nhà nha.